Và bây giờ là bản tin của đài BBC COVID-19 ở Việt Nam, Đà Nẵng phong tỏa chợ xét nghiệm 500 người. Sáng ngày 5 tháng 5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông tin đã xét nghiệm cho hơn 500 tiểu thương tại sân chợ Phước Mỹ, phường Phước Mỹ. Khu chợ được phong tỏa và yêu cầu tạm dừng hoạt động từ 0 giờ sáng ngày 5 tháng 5. Việc xét nghiệm trên diện rộng này có liên quan đến ca bệnh mang số 2989 là nữ nhân viên massage ở khách sạn Phú An. Theo đó, người này đã đến đây mua sắm và tiếp xúc với nhiều người tại tầng trệt và tầng 2. Trước đó, bệnh nhân này cũng đã đến mua sắm tại chợ Cẩm Lệ, quận Cẩm Lệ. Camera tại một số khu vực của chợ cho thấy nữ bệnh nhân có đeo khẩu trang khi mua đồ. Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết 400 tiểu thương kinh doanh tại chợ cùng với hơn 100 người dân sống ở khu vực sát chợ được xét nghiệm COVID theo phương pháp gộp nhóm. Tính từ ngày 2 tháng 5, Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính COVID, đều là nhân viên của khách sạn Phú An. Khách sạn này đã được phong tỏa làm nơi cách ly cho 16 trường hợp F1 và nhân viên khách sạn. Tại Hà Nội, thêm bệnh nhân COVID-19 trên chuyến bay VN160. Bệnh nhân ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng được phát hiện nhiễm COVID-19 tại Hà Nội là người trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4. Chuyến bay này đã xác nhận có 3 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 người Trung Quốc. Như vậy tính tới nay đã có 4 ca nhiễm liên quan tới chuyến bay này. Truy vết sơ bộ, bệnh nhân mới này có lịch trình phức tạp như du lịch nhiều nơi ở Sapa, đi đến quán bar 1900 ở Tạ Hiện và một số quán ăn nổi tiếng tại quận Ba Đình Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Tính từ 29 tháng 4 đến 15 giờ ngày 3 tháng 5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 37 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 6 tỉnh thành phố gồm Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên và Đà Nẵng. Theo đó, Việt Nam đang phải đối mặt với 4 ổ dịch có nguồn lây khác nhau. Việt Nam ráo riết chống dịch, siết chặt việc cách ly, hàng loạt địa phương ở Việt Nam đã tăng cường các biện pháp chống dịch quyết liệt giữa lúc các ca lây nhiễm cộng đồng đã quay trở lại. Hôm 4 tháng 5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 4 bệnh nhân Covid-19 mới là 2 ca nhập cảnh và 2 ca lây nhiễm trong nước tại Đà Nẵng và Hà Nội. Ngoài ra, tại Hà Nội vừa có thêm một ca nghi nhiễm là chuyên gia Ấn Độ ở Times City và làm việc cho công ty Vinfast. Người này nhập cảnh ngày 17 tháng 4, được cách ly tập trung tại khách sạn Cảnh Hưng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Đã xét nghiệm 2 lần ngày 19 và ngày 30 tháng 4, kết quả đều âm tính với Covid-19. Đến ngày 3 tháng 5, chuyên gia này đến bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm Covid và có kết quả dương tính. Hiện ông đang được chuyển đến bệnh viện điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển đến CDC Hà Nội để tiếp tục xét nghiệm. Bước đầu xác nhận có 6 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp này. Vì ca mắc này, toàn thể cư dân của tòa nhà Park 10 được yêu cầu không rời khỏi tòa nhà từ 23 giờ 30 ngày 3 tháng 5. Những hộ dân ở tầng 24 không di chuyển khỏi tầng cũng trong sáng nay, Bộ Y tế vừa gửi tin khẩn cho biết tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có hai xét nghiệm âm tính. Theo đó, từ 0 giờ ngày 4 tháng 5 dừng việc cho người ra khỏi khu cách ly và chờ cho tới khi có thông báo mới của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. Quyết định này được Bộ Y tế đưa ra sau khi thời gian gần đây có một số trường hợp hết thời gian cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với Covid-19 làm lây lan dịch trong cộng đồng. Cụ thể hôm 29 tháng 4, thanh niên 28 tuổi từ Nhật Bản về có kết quả dương tính Covid-19 dù đã hoàn thành 14 ngày cách ly tại Đà Nẵng với 3 lần xét nghiệm âm tính. Đến nay, Hà Nam đã xác định 19 trường hợp dương tính liên quan đến bệnh nhân này.